là 8.246m, trong đó cái phần cầu thì dài hơn 2.868m và cái cầu nằm trên quốc lộ 60 này sẽ mở ra cơ hội phát triển cho tỉnh Bến Tre với những cơ hội tiếp theo. Câu hỏi dành đến cho bạn Anh Sơn. Nhà văn nào sau đây là tác giả của chủ tiết ăn mày chín giá? Quay đi ba. A. Lê Lự. B. Nhảy lên. C. Thiên Hải. Các anh sờ. Nhảy không? Các bạn xem bạn lấy. Quá chính xác, xin chúc mừng. Nhảy không? Vậy là hai thành viên nữa của đội chơi nắng cây đã lên xe. Câu hỏi tiếp theo dành đến cho bạn Anh Sơn. Rất nhiều thành phố văn hóa châu Âu đầu tiên vượt qua cho đảo. Trời, năm nhảy hay quá. Athens của Hy Lạp. B. Năm của Pháp. C. Chelsea của Anh. Xin mời. Trả lời đó là Athens của Hy Lạp. Tôi muốn hỏi các bạn trường đại học. Nhảy với Nguyễn Kim Ngựa. Nhảy với Nguyễn Kim Ngựa. Chúc mừng. Trời, năm nhảy kìa với Nguyễn Kim Ngựa. Cảm ơn anh Tê. Chúng ta hãy cùng trở lại cho được một thanh lá cây. Các bạn của chúng tôi dành đến cho Ngọc Duy Sơn. Đi viết nhảy giống không? Đúng rồi ạ. Đi viết nhảy giống không? Nhảy giống kiên mượn ở cạnh. Hả? Kẻ. 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 Thôi đi, lúc cái quần trở lại nữa. Thôi đi. 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 Thô